Vào đi, cái thằng này vào ulti đi. Này thua rồi. Thua là phải rồi. Bây giờ làm gì có ai dùng điện thoại để chơi game nữa đâu anh. Thế thì dùng cái gì? Ủa, cái gì đây? Bây giờ là phải dùng em màn hình gaming MSI Optic MAG274QRX, đảm bảo anh sẽ không thua bất kỳ ván game nào nữa. Tại sao? Kích thước 27 inch, tỷ lệ 16:9 cùng phần viền mỏng 3 cạnh, độ phân giải WQHD 2560x1440, cho hình ảnh đẹp rõ nét, hiển thị nhiều chi tiết. Tần số quét 240Hz, tránh bị trễ, bóng mờ cũng như mang lại tốc độ phản ứng siêu nhanh, đem đến trải nghiệm game mượt mà nhất. Việc trang bị tần số quét cao cũng giúp các bạn chơi game thích hơn, nâng trình độ hơn hẳn. Tấm nền Rapid IPS cùng tốc độ phản hồi nhanh 1ms, tối ưu màu sắc và độ sáng cho bạn thực hiện những pha phản xạ một cách chuẩn xác. Ngoài ra, màn hình này còn được trang bị chế độ Console Mode dành cho Xbox và PlayStation, chuyên tải nội dung chất lượng tối đa, có nhiều chế độ cài sẵn để chơi game. Tính năng Smart Foxha, nhiều tùy chọn thay đổi màu sắc tâm ngắm dễ dàng ngắm bắn chuẩn xác. Nhiều khi anh em có thể bắn liền mà không cần phải zoom lên như mình. Chúng ta có ba zombie. Màn hình thì đẹp mà chơi game vẫn thua. Là do anh gà đấy. Bây giờ anh mua cả một cái màn hình to đẹp như này chỉ để chơi game thì à? Dĩ nhiên là không rồi. Màn hình này ngoài chơi game ra còn có thể làm đồ họa được nữa đấy nhá. Màu sắc hiển thị 126% sRGB, 97% ABOD RGB, 92% DCI-P3, độ lệch màu chỉ 1.86. Optic sẽ tăng cường độ tương phản cũng như màu sắc hiển thị cực kỳ rực rỡ. Trang bị thêm tính năng Display HDR400, tăng độ tương phản, giúp nội dung hiển thị có chiều sâu và chân thực hơn. Với các thông số này dành cho một màn hình gaming thật sự rất tốt. Ngoài việc chơi game thì các bạn có thể cân bằng với những công việc liên quan tới đồ họa, thiết kế video. Các bạn lưu ý rằng màn hình này cần cân lại màu trước khi sử dụng cho những công việc về đồ họa nha. Phần chân đế rất sắc trắng, có thể xoay lật linh hoạt dễ dàng, phục vụ cho công việc của bạn. Đặc biệt, phần thiết kế giải LED MSI có thể thay đổi được nhiều màu sắc qua ứng dụng My Stick Light, phù hợp với sở thích của bạn. MSI thiết kế đa dạng cổng kết nối, hỗ trợ tối đa cho người dùng như một cổng DisplayPort, hai cổng HDMI, một cổng audio, một cổng Type C, ba cổng USB, trong đó có một cổng USB kéo dài. Sẽ không phải phân vân giữa đồ họa hay là gaming nữa, bởi vì chiếc màn hình này sẽ đáp ứng được cả hai đấy nhá. Thôi, không có review gì hết. Hết giờ review rồi, màn hình mua sau, bây giờ đến giờ chơi game nhá. Chưa hết đâu, khi mua chiếc màn hình này sẽ được tặng một chiếc giá đỡ Human Motion T6 Pro đen trị giá 809.000 đến hết ngày 15 tháng 12. Cùng với đó là chính sách bảo hành lên đến 3 năm. Ồ, thế thì anh phải đi mua luôn rồi. Tạm biệt em nhá. Đừng quên follow kênh của Hacom để tham khảo giá cũng như ưu đãi và quà tặng hấp dẫn ở website của Hacom nhé.